cùng Phật tử khắp nơi thân mến. Khi nghe qua kinh điển Mẫu Hoàng, chúc quý ngài đầy đủ phước duyên, sớm bước lên con thuyền Bát Nhã. Kinh kệ khuyên đời ích lợi chung, nhớ trao người khác được nghe cùng. Hồng chung ấn tấm bòn duyên phước, pháp thí giống lành ráng phén dung. Nay Phật tử lòng thành phát nguyện, đem chân kinh Địa Mẫu lưu truyền. Mẹ phụng hành truyền kinh phước khi bao nhân sanh hưởng cùng. Dân kinh Phật Mẫu lưu truyền để cho nhân thế gần xa tu Quỳnh thị liễu diệu dạng chân quan, lập công bồi đức nguyên kỳ chân kinh ân nghi tông ba gia tu hiền. Chư linh ni tử gần xa
không ra đi à. Tưởng ra đi mãn kỳ trở lại, nào về con chẳng nghĩ đôi à, chẳng hoài ra đi mẹ dặn một hai phải tránh trong gai cuộc đời, dặn con phải giữ lời sao trước bước hồng trần là nước á quỷ ma, dặn con chớ khá ta bàm, dặn con khá kê cả mãi hả mê. Dặn con thường để ra bụng nằm lòng, rằng loài ma quỷ phải phòng, rằng loài lưỡi mối nọc ngông phải ngừa. Dặn con sớm kể chiều kinh, dặn con đừng bê cần, dặn con mẹ dặn đinh ninh, dặn con phải giữ phải dình tâm thân, dặn con biết mấy lần trân trọng mà con đành rẻ rúng ta lời khuyên, con đành trần duyên đau lòng. Nay con thăm bảy dòng cắn xe, con ơi đành nhớ mẹ sao con. Con ơi lòng mẹ cứu đồ, đem con về phải chỗ phải nơi, khuyên con dạy phải nghe lời, khuyên con chớ khá giỡn chơi ít gì. Kịp tiết kịp thời tu đừng sao lãng những lời mẹ răn, này lời mẹ ân cần nhắc nhở, thấy con thơ mẹ chiều lạc đàn con ơi, phần gái gian nan nào nề, thương con gánh nhiều bề cay đắng, thương con dầm lửa phần gái đoạn trường, con ơi phần gái
chạy đường mới thành. Cô phải biết việc lành việc dở, cô chừa lòng bấy lự ba lo. Thầy đã sao trước ấy dặn dò, thầy đã chân sẵn chiếc tơ đò lý chân. Đò lý chân chủ nhân đã chọn, chân qua đò khỏi tôm khỏi ao. Miệng con trong trắng y một màu, miệng con sao trước trước sao một liền. Tại người uống lưỡi khô môi hại mình, chữ một giả kinh thành làm trước. Lòng đừng lo quả phước khi có không, có không là luật chi công, không cũng tại nơi lòng các con. Đêm thanh vắng con tròn phận sự, đọc kinh thì ráng giữ lấy mùi. Đừng ngâm chót lưỡi đầu môi, đọc kinh phải cân phân từ tiếng. Tiếng kinh là kinh điển của thầy, đọc kinh gắm được mùi hay, dẫu cho sắc đã có thấy cùng thành. Giữ thân danh làm trước, kế quỷ ma nhiều nước tình yêu. Em tại sao quyền loạn chiều, yêu con nhắm mi mắt nghe liều thư thân. Dạy nhiều lần cặn kẽ, quỷ thường xưng tên mẹ lắm con. Con nào gan yếu dạ non, nghe lời bưng ngày bờ ngọt ngon phải lầm. Thần điều mong mềm ấy phần người tu, tránh xa tiên quên lời rầu, tránh xa những y bọn giả mù xa mưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thấy nàng hằng trọn năm được thấy mấy lần đẹp xinh. Thương con thầy phế ngọc kinh, trước con khỏi chốn quả khăn đem về. Con kha chớ bỏ bê lúc rảnh, lúc rảnh thường tâm y tâm y lãng sao. Tâm sao lãng phân hào, tự nhiên con phải mòn hao tinh thần. Tố phải trọng chân thân chân thề, thân thể này gốc rễ của con. Chân thân chân thể chân hồn, giữ gìn trong sạch mới còn gọi con. Đừng vọng tưởng phấn son là sạch, son phấn y làm chân bách đã phải luôn. Đừng vọng tưởng cơ bằng là nhục, cơ bằng là chánh gốc mọi con. Lúc xanh đỏ lối một hòn, lúc về có kể vật chốn những gì. Đừng sai, đừng lo phú quý trong gai, phải cho xứng đáng tam tài mới sinh. Chánh tam tài mới vinh mới quý, giá tiền tài đồ mỹ phá chơi.
thành phù sanh. Muốn cho chân thật tu hành nắng ro rình giữ cảnh này thành đừng quên. Người ở thế đặt tên kể tuổi, tên tuổi này mòn buổi chẳng lâu. Mấy tên phú quý công hầu có đem chi được để chầu ngọc kinh. Người ở thế danh y thinh làm trước, thinh danh y là khỏi phước ca sự tu. Công dung ngôn hành làm đầu, lòng đừng mê hoặc phải trao sữa mình. Đừng tập lối văn minh dối trá, văn minh này quỷ phá mấy ơi. Con ơi mẹ đã cạn lời, sáng cho trong sạch tên người tuổi ta. Người xuống thế ai ai cùng một, phải rõ người là ruột với mình. Với mình như một mới sinh, với mình như ruột mới rành tuổi tên. Con phải nhớ chớ quên lời mẹ, được thân người chẳng dễ đó con. Tuổi tên được dạy mới còn, tuổi tên được dạy mới tròn thinh danh. Đừng tập bi nết trở trinh liêu lòng, theo tánh đi phàm học dòng cầu cao. Chị em đừng tiếng mày tao, chị em tiếng nói ngọt ngào mới ngoan. Lời ăn tiếng nói dịu dàng mới làm trên dưới, dưới trên trong mình. Chỉ cái dòng ngu si, học chỉ cái dòng dị kỳ khó ưa. Đừng học thôi đồng đưa miệng lời, mà có khi thiệt thà cứ lời mẹ dạy.
mừng cho con nay được gặp thầy. Ơn thầy rơi khắp ba cỏ cây, con tua tánh ê mộng kịp ngày quy quyên. Phần xác thịt ba diền làm trong, phần thiên liêng phải giống cho cân. Chớ hao tinh khí hại thần, tinh thần quý báu phải cần phải chuyên. Thần khí tinh tiên thiên làm gốc, tinh khí thần là nọc hại người. Con ơi đừng tưởng trò chơi, nếu con sai ngược đạo đời dễ đâu. Đừng nghe kẻ mượn màu đại đạo, tiên hậu thiên ngược ngạo phình đời. Nếu con sai lạc tất ơi, linh hồi phải dướng chạy trời làm sao. Giống đờn là giống hải thần hồn linh. Con muốn rõ công trình tập luyện, tập ba luyện rành cổ qua chuyện phải thông. Muốn cho cổ chuyện được rành, gần thầy mới rõ quyền công thế nào. Con phải biết đạo đòi tối thượng, đừng để lòng hờ hững sự tu. Chớ tin những nghi lộ từ thương con mẹ ráng giờ.
mặn canh đua theo thế nhãn ngào. Quên nhìn đất rộng trời cao, đành dùi bụi đỏ để sao tâm trời. Thần tiên Phật ráo lời cạn tiên, khuyên các con bỏ miên tu chơi. Tu cho biết Phật biết trời, tu cho biết đạo biết đời mới tu. Xanh vàng sợi chỉ ai làm, con đường Nam Bắc, Bắc Nam ai làm. Muốn tìm đạo gặp thầy mới sống, muốn tìm thầy chớ có vọng. Lời ngon tiếng ngọt như đường, nếu con nhẹ dạ mắt lường uổng quan. Con phải đến đây đạo tràng chân lý, mới không còn có quỷ nơi tâm. Sáng suốt thầy con là con ruột của trời, con trời đâu có cãi lời, con trời đâu có tiếng đời nhạo kinh. Khuya nhìn tôi tự mình con giờ rành rang phải học mới nên. Học thì chỉ phải cho bền, học bền mới
nằm ngồi lúc ta hỏi lúc thương. Con ơi lễ nghĩa chẳng vừa, nếu con thừa thớ ai chừa cho con. Phận nghi nữ phải tròn danh dự, yeah.
cuồng ngôn khả ô, mà làm tuồng giải dấu tròn vuông. Các con là gái khuê môn, các con đâu rõ vuông tròn là chi. Phương thầy đâu tán tận thiên lương khuấy đời, con đã gọi con trời thế hạ, con phải mau hỏi qua tự tân. Con sao chịu nhật tăng, mà con lại muốn tranh lưng xa bồi. Bánh y luân xa lăng rồi chẳng đợi, nếu dương vào con mới định sao. Sửa mình cho được bất sinh, sửa mình cho được tiền trình dễ dàng. Nói đến con trăm mi đàn chua xót, mẹ si bao lệ giọt đờm tuôn. Hồng trần khôn kéo vô nhân, kéo khôn theo bụi hồng trần ích chi. Kìa trước khi mắt con suy cho kiếp ma của bi quan, lời rí rả cánh dài mẹ dài, tiếng nỉ non phải quấy mẹ bài, con ơi cố gắng theo thầy.
kinh này mới được ra có ngày đoàn viên. Cơ quả phước nhãn tiền mấy lát cũng đều do khổ lạc chẳng tường. Khổ kia ai tạo mà dương, lạc này ai bỏ ai chuồng lại chê. Phải xét kỹ rõ bề khổ mình nuôi cái vô mình đi nào phải trời sinh đi mà ngờ. Kìa đuốc để anh đi bờ chân ly, thầy đã khai rồi chỉ đường thiền nghiêng sống ngược phải hoài đừng khoe mạnh tạo rủi tay lái lèo. Người trí thức coi dèo thời thế chớ hững hờ lòng cho trẻ ráng lo tu kẻo trễ thời kỳ gặp thời con hài quy y càng cho biết lễ biết nghi mới rằng mẹ dạy con chẳng ngừng lời nói con nghe lời đừng gọi phui pha đêm khuya nguyệt xiết trăng tà con gió bóng nguyệt còn là bấy nhiêu duyên tư giả lắm điều dối trá cuộc cây tùng hoàng dài trả chẳng thôi lạnh xa cài bánh luân hồi ca mau tình ngộ dung bồi chân linh dần chân linh phải dình tâm
nhìn ngọc kinh là cảnh quê nhà. Rành rang cai chiếc ba phù hoa, lặng tâm êm tâm mới là gọi con. Mẹ vì con lưỡi mòn đôi đoạn, mẹ vì con lời cạn mấy phen. Công dư kết đi bạn với sen, công dư đâu để làm quen với bèo. Chừa cái tâm tự kiêu tự đắc, mới có ngày gần Phật gần trời. Trời tuy lòng lòng dơi dơi, nhưng trời ở tại mấy lời mẹ đây. Con nghe mẹ mẹ khuây khỏa già, mẹ nhìn con hả hớn lòng. Con ơi mau kiếp trùng phòng, đến đài kim thiết nghiệp cùng chị em. Lời tâm quyết mẹ đêm tường tận, khuyên con thơ an phận tu hành. Muốn cho gọi được gái lành thì mau cải giữ mới rành chân tu. Đừng phân biệt trí ngủ thêm hại, đố ai tường khôn giải là chi. Trăm điều điều tại quá nhi, đừng đem phàm tâm mà khi mà lầm. Mẹ căn dặn tu tâm cho lắm, tu tâm rồi tánh ấy bẩm mới trong. Tánh tâm tuy cùng nơi lòng, mẹ còn lo ngại con không rõ đàng. Lòng thương con ngổn ngang trăm mi môi, muốn nghe cho con tránh khỏi luân hồi này. Con tâm tánh ấy bởi trời, này con tâm tánh bởi người phá hư. Phật thường gọi chân như tâm Phật, trời đã cho mình đức tánh trời. Tánh đi tâm trong sạch đi là người, tánh tâm xảo trá là đời đó con. Đã gần trót đêm tròn mẹ giảng, giảng cho con mấy đoạn éo le. Phải nhìn trời đất chở che, phải nhìn cho kỳ đằng nghe mà làm. Đời hiểm
còn phải nghe trời, nghe trời thì phải nghe lời mẹ khuyên. Trẻ có phước thiện duyên mới gặp, gặp thiện duyên ráng tập ấy mà làm, làm thì nhất đức nhất tâm, nhất tâm nhất đức mẹ chăm nom liền. Thầy đã dạy mười khuyên ráng giữ lại lắm, khi nhắc nhở trăm điều khuyên con tâm huệ ráng khiêu, ráng khiêu cho tỏ đặng theo mới màu. Bề cư sự sòng nâu đảm bạc, chớ kêu đòi đài cát trăm anh, trăm anh để gọi gái lành, trăm anh nào phải xưa sang bề ngoài. Mẹ dạy con chẳng nài lao khổ, tâm phàm khuyên ráng y bỏ ráng trường, ráng đem lại tánh trời xưa. Ngọc kinh xó mi bước cây chờ trưa về chầu, đuốc chân ly lào lào thầy rồi, nơi trung ương đặng gọi các con. Bọn vàng sông lệ nên bọn, tìm châu tìm ngọc nón con đến tìm. Ngày đêm ân cần mật thước đừng sai, thì con sẽ được dạy đầy ơn trên. Mở màn chưa khỏi lì phò qua, chưa biết thiên niên thân tinh sắp nhà. Cải hạnh đố ngươi về lập thử, tháng sau sẽ đến trước trình ta. Thế miền là chỗ đau phiền, thiện khai đất cơ đạo màn tiên trở về. Ngày nay bút ra ngọc giữa kề phòng loan sư lệ trọn bề phân hoa. Phần cùng thiện tính gần
xa tỏ ra huynh đệ ba gia xa gần. Kể từ mình thật sát trần nhờ công tu niệm giữa gần mẹ cha, ngày nay giải thoát cả nơi hà hồn linh mê đắc cơ đạo màn quá thanh nhàn. Bền tâm đạo lý quy hoàng cung vàng là cửa mới nhàn thiên. Đừng mê quân hạ sai lầm tình đi đặng có kiếm tầm là sống. Nhớ thôi lì nhỏ tuôn dòng hồn linh nghi đắc cơ đạo mà lòng không vui. Muốn sao con mẹ vui rồi tịnh tâm dưỡng tâm trao dồi đạo tiên. Kỳ tam sẵn có con thiền hoàng nhung lãnh đạo cần chuyên đợi chờ. Thiền khai nay dẹt sương mờ còn trên bát cơ phẩm màn cơ giáo quyền. Chúng y lo hoàng lễ kim thiền rước đưa con mẹ qua miền gió đông. Thiền khai hoàng lễ đồng tâm lái mạnh thuyền rồng biển khơi. Biết rằng mẹ đất cha trời ráng lo tu sửa cho đời mẹ vui. Đại tiên cha mẹ ngắm ngồi cho phẩm sục sùi thâm ân. Thở vàng đại phẩm lì sầu chung mấy lo đạo lý màn cháu mẹ lành. Hoàng dung lành đạo nam thành con đây sư lễ thiền thanh đang sầu. Đôi lời bác nghi phẩm cung lầu khuyên trong con mẹ dỗ cầu tỉnh mê. Kỳ tam tiên thánh giữa kề không lo tính ngộ đặng về hư không. Lầu tiên mẹ thổ quyết hồng nữ nam con mẹ sao không trở về. Sông trần là chốn biển mê sao không theo mẹ nhàn quê phản hồi. Nhờ công bội trước ta trao dồi 20 lập lợi được ngồi tòa liên. Đại tiên Trương Ngọc niệm ngà ai dâng lời dạy mẹ cha ban hiền. Mẹ đem huệ phương
phước cũng mà tiền ban cho những hạng lương hiền thiện tâm. Cung vàng ngọc thuyết đã sầu thầm còn trên diêu điện ngàn năm mẹ buồn. Mẹ buồn con mẹ luôn tuồn, cho nên bác phẩm dầm tuôn lệ tràn. Từ ngày sát trả nam đàn hồn linh thể nguyện cố an lành giòn. Chiều thu còn một chuyến đò trao tâm sữa tánh đi lành dò bước lên đông tàn lạnh lẽo chi bàn muốn về địa vị để tên ráng làm trần mê là chỗ luân trầm sang tu trở lại lầu lam bể sông lòng mê chi chỗ bụi hồng phủ lời bà mẹ thiên sòng phân quang nghe rồi dẹp ba bỏ lòng ta thương dầm bà mẹ cung nhà thế nương vì trần mẹ mới dầm trường mẹ khai thiền ngọc chỉ đường trần gian phu thế lai mạnh thiên vàng ngồi chờ huynh để sửa sáng lên về nhờ trong huynh để giữa kề thuyền lang đang mãi trở về đài mây từ khi trở lại nơi này nhìn xem cuộc thế dày đầy thế lương trần mê là chốn đoạn trường mau tu trở lại quê hương bụi đầu ngày nay em lắm đi đạo màu cùng hoàng sư lễ thiền châu nghiêng mình em thương hoàng lễ nhung quỳnh đạo thơ liễu yêu tận tình đau tiên nên em lắm na lình điện tiền cùng hoàng sư lễ tròn viên buổi này tâm kinh ghi khắc lời chân để truyền nhân thế ba gia chung cùng khuyên cùng huynh tỷ khắp nơi nhắn lời thanh lễ trí ân muôn nhà hoàng nhung buồn bã tả thư nhàn ai học đạo tràng ráng điểm trang cạn tiếng khô môi vì lý pháp đành lòng không nghĩ thể hường nhan nát giả ôm sầu hầu khó tả làm sao